Yes. The kill space. Ooh, like that. Like the cat? Yeah. Chat, chat, chat. Ooh, you like the cat? Play it. Let's play it. Let's play game. What game? Is see slide or hero? Where? Slide or hero? This is star slide or hero? Okay. Star. Choose. Star. Okay. What else? Is hand. Hand. Which one do you know? Which one do you want? Con muốn cái gì? Horns. Sừng này. Headphones. Hand. Tay cái tay nhưng mà. Hands. Yeah, okay. Boot. Có phải chọn chứ? Bây giờ mình đang tạo hình nhân vật mà. It's food. Con nhìn hình đây nào. Con muốn chọn cái nào thì con bảo dừng lại. Ok nhá. Nó muốn chọn chân bàn chân là food. Con phải chọn tay đã xong mới đến chọn chân. Đúng chưa? Chọn cái nào thì con ok nhá. Con chọn cái ok. Nè. Ok. Là food nhỉ? Ok. À, ok. 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 This one? No. Ok. No. Ok. Ok. This one? Cái này á? Ok. Ok, finish. No. Xong nha, finish. This hero is agile and flexible. He can climb walls, balance, and move very quickly. He's quiet, good at fighting, and quite intelligent. He isn't very brave or strong. Frex is wearing a mask, a cloak, braces, and swings. Xong rồi. Tạo ra con này thôi. No. Prime. Prime. Nó chỉ tạo ra con này thôi. No. Okay. 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 Ok, nhanh đấy. Ok. Print này á? Print này là in ra thôi. Nó không đánh nhau đâu. Chỉ là mình tạo ra nhân vật này thôi. Nhưng mà chơi rồi khác đi. Trò này là tạo thôi. Đây cô cho chơi trò này, để xem nào. Cô muốn chơi trò khác. Đây. Có hành phân là guess chứ mà. Đây, game này làm theo hành động nha. Hello, come and learn English with me. Learn the words, then listen to the song. Cup. Knees. Knees. Fingers. Fingers. Nose.
shoulders. Speak and spell. Learn how to speak and spell English words with Sam and Pam, the super space spies. Nè, con không biết làm đâu. Con xem trước, xem trước. Clap, 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 stamp, stamp, stamp. He wants a lovely noise we make. Stretch up high, shake, shake. Are we wide awake? Clap, 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 stamp, stamp, stamp. He wants a lovely noise we make. Stretch up high, shake, shake, shake. Are we wide awake? Now wiggle your fingers, scrunchy up your nose. Touch your head, shoulders, knees and toes. Dance all around, sing tra-la-la-la-la. Now run on the spot and stop. Brilliant, everybody. Let's do it all over again. Clap, 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 stamp, stamp, stamp. Fingers, knees, nose. Con biết nose đúng không? Hình ảnh. Nose ở hình cạnh cái mông ấy. Đây đúng chưa? Correct. Nào, thấy cái này là cái gì? Này, sợ. Hình cạnh. Hình thứ nhất ở dưới phòng dọc hai đoạn. Shoulders. Aha, shoulders. Đó. Giỏi thế con gì? Nào, tiếp theo cái này là gì? Ừ. Không biết, bỏ qua. Cái này là gì? Ờ, con nhớ rồi. Feet. Ok, feet. Very good job. And? Fingers. Yeah, that's fingers. Wiggle your fingers. This is? These are toes. Yeah, these are toes. And knees. 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 Not knee. Knees. Knees. Yeah, correct. One more time, you tell me. Hands. No, 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 no. Here.
Ah, okay, this is head. All right. No, no, no. Okay. Okay, 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 okay. Okay, now you tell me, this is hands. Now? Now, 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 hands. You say? Hands. Uh-huh, good job, and this is? Hair, head. Head, ooh, and? Con giờ nhìn thấy rồi. Knees. Good. And this is the? Nose. Ooh, and these are the? These are the? Shoulders. Ah, where are the shoulders? Where are the shoulders? Here are my shoulders. See, these are? This up. Feet. Feet. And these are what? Fingers. And the last one, these are? Toes. Toes. Now show me your fingers. Show me your fingers. Yay, with your fingers. Very good job. Clap your feet, Marie. Clap your hands. Can you see? No. This is clap your hands. Chứ là phần mỏ mà. Phần mỏ trên chứ. À, phần ở trên không làm. Cái này phải tô màu nên không làm được. Color này. Này có không làm được. Đây, đây, cái dưới này chắc chắn làm được. Cô dạy nhá. Cô bảo nhá. Nào, clap your hands. Clap your hands. Stand your feet. Stand your feet. Là gì nhỉ? Dậm chân xem nào. Đây. Okay, straight up high. Con phải nói đấy chứ, con phải vừa làm vừa nói chứ. Now, straight up high. Very good job. Shake your body. Dùng lắc người nào. Shake your body. Nói. Okay. Con phải đọc lên chứ. Shake your body and wiggle your fingers. Now say wiggle your fingers. Oh, thế là cái này nó bảo là cái gì con làm được thì tích vào. Làm được hết này. Scrunchie up your nose. Phồng mũi lên nào. Làm được không? Hả? Không á? No. Không thì thôi nhé. No. Touch your head, your shoulder, your knees, and your toes. Head, shoulder, knees, and toes. Head, shoulder. Shoulder, knees, and toes. Ah, okay. Touch. Touch là chạm vào đúng không? Ok, làm được. Good job.
dance on around. Dance around. Này, xung quanh. Dance on. Dance around. Này, xung quanh. Okay, yeah. Sing cha la la la. Sing cha la 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 la. Okay, very good job. And the last one, run on the spot. Chạy tại chỗ. Run on. Chạy tại chỗ nào? Có chạy được không? Can you? Yes, I. No, I don't. Ủa, chạy mà. Chạy tại chỗ thôi mà, được mà. Thử nào. À, okay. Đấy, làm được mà không làm được. Nào, cái cuối cùng nào. Phòng mũi lên sẽ có được không? Không phòng mũi được. Now scrunchy up your nose. No? Yes or no? Làm được không? Yeah. Không phòng mũi được. Đây, được đây. Được rồi. Okay, được. So here, yeah, so you can do it all. Thế là có thể làm được hết rồi. Đọc lại cho cô nào. Clap your hands. Clap your hands. Stand your feet. Sit upright. Stretch your body. Wiggle your fingers. Start up your nose. Touch your hand, shaking it up toes and toes. Dance all around. Sing to la 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 la. Run to the spot. Okay, very good job. So, how many points do you want? How many points do you want? I don't know. Now, 10, 20, 30, or 50? 20. Thế á, cô cho đến tận 50 mà chỉ thích 20 rồi à? Bao nhiêu nào? 10, 20, 30, or 50? 30. 30, okay. 30, yay. Can you see? Yes. All right, so let's go to the lesson today. Lesson 3. Lesson 3. Da 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 da. Football. Chess. Basketball. Oh, one more time. 1, 2, 3. Football. Chess. Basketball. Table tennis. Table tennis. Badminton. Hide and seek. Good job. Skiing. Blind man's bluff. Oh, okay. One more time. You read all. Table tennis, hide and seek, skipping, badminton, skating, blind man's bluff. Oh, very good job. You pronounce all correct, so you get more. 10. 40. Baby. Boom. Can you see it? Yes. Yeah, very good job. This is the? Structure. What is your favorite game or sport at break time? At break time. What is
your favorite game? Sport a big Britain. What a great time. Britain. Game là gì? Game là trò chơi. Favorite là? Favorite? Là trò chơi yêu. Trò chơi yêu quý. Trò chơi yêu quý. Trò chơi. Your. Bạn. Trò chơi yêu thích của bạn. What is là? Là gì? Bây giờ at break time. Trò chơi yêu thích của bạn. Câu hỏi nào mà chớ vào ra. Vào giờ. Giờ ta chơi là gì bạn theo ở chấm nữa. Ok, very good job. Ma, sport. What is your favorite sport? A break time. Dịch cái nào? What is your sport? Your favorite sport at break time? Sport. Môn thể thao yêu thích của bạn vào trường đó cho là gì? Yeah, very good job. Okay, so you get 10 more. 40. I win 50. À, xích nữa không được điểm, mình đọc sai. 50. Xích nữa không được điểm. Oh. Vậy thì sẽ phải nói theo cách là I like name of the game sport. I don't like name of the game sport. Of. I like name of the game sport. I don't like name of the game sport. The game or the sport? Alright. So. Right. Bây giờ con hỏi cô nào. What? Yeah, I have different cô. Game hoặc là sport. What hỏi cho ai cô ơi. Đây, hỏi đây. What is your favorite game at break time? Hỏi câu này này. Cho chơi yêu thích của bạn. Bây giờ chơi. What is your favorite game at break time? I like skipping. Ok chưa? Cô biết này, cô có chơi giải dây chưa? À, cô biết chứ. Còn con không biết rồi. Con chỉ toàn I don't like. What is your favorite sport at break time? I don't like badminton. Okay. Now, câu hỏi con nha. I ask you and you answer. What is your favorite game at break time? I don't like either. I like chess. I like chess. Okay. What is your favorite game at break time? I don't like basketball. All right. So you got it. I like, tức là tớ thích, xong đấy cộng với tên, name, đúng không? Name là tên của cái gì? Tên của trò chơi. Hoặc là môn thể thao. Chuẩn rồi. Thế bây giờ mình muốn nói là mình không thích thì sẽ nói là I don't.
I don't like. À, xong đấy là cộng với name of the game và name of the sports. Let's practice. Ah, let's practice. Say, what is your favorite sport at break time? I like basketball. What is your favorite sport at break time? What is your favorite sport at break time? I like badminton. I like badminton. Read and match. Read and match. Read and match. What is your favorite? What is your favorite game? Sport at break time. Hỏi một cái thôi, hoặc là game hoặc là sport. Hỏi một cái thôi. What is your favorite sport at break time? I like badminton. Cái number one mà. Number one. I like basketball. Basketball. Very good job. Number two. What is your favorite sport at break time? I like football. Baby boom. Mm-hmm. What is your favorite game at break time? I like football. Badminton. No, it's badminton. Badminton. What is your favorite game at break time? I like skating. Skating. Are you sure? Yes, I am. And do you want to check? Yes, I do. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nhìn nào. Check. Awesome. Yay, you get 4 correct answers. All right. All correct. Oh yes. Oh yes. So you get 20. Oh yes. 20 more. Up. Get 20 more. 20. 70. 70. Okay. 17. Number one and number two, I ask you, and number four and number three, you ask me. Okay. Now number one and two. What is your favorite game at break time? I like basketball. Good. What is your favorite sport at break time? I like football. Oh, so now number three and number four, you ask me. What is your favorite sport at break? Game at break time? I like badminton. What is your sport at break time? I like skating. Yay! Am I correct? Cô trả lời đúng chưa? Cô trả lời đúng chưa? Yeah. Am I correct? Lock your hands. Yes. Lock your hands.
drop your hands. Am I correct? Yes. You. Go sing. Nào cô hỏi cô đúng chưa? Am I correct? Yes, you are. Oh, very good job. Thế cô, con hỏi cô là con đúng chưa đi? Am I correct? Yes, you are. Yay, very good job. So you get 10 more. Eighty. Again, the quiz. The quiz. Quiz. What is your favorite game every time? I like skipping. Are you sure? Quiz. Are you sure? Yes, I am. Correct. What is your favorite game every time? I like blindness blue. Blindness love. No. Blind. Mess blood. 3, 2, 1, go! Yeah. What is your favorite game every time? I like play badminton. I like playing. Playing. Okay. Playing badminton. 3, 2, 1, go! Yay! Very good job. Next. What is your favorite sport every time I play table tennis? Tennis. Mm-hmm. Tennis. Are you sure? Tennis. Are you sure? Yes, I am. Yay! Oh, lesson four. Structure. My favorite name sport is name of the game sport. À, lúc nãy mình học cấu trúc gì nhỉ? What? Cấu trúc là is. What is your favorite game? À, bây giờ mình sẽ có cách khác trả lời là my favorite. Game of sport. At break. Is. All right. Is. Oh, trò chơi yêu thích của bạn vào giờ nghỉ giải lao là gì? Môn thể thao yêu thích của bạn vào giờ nghỉ giải lao là gì? Vậy mình sẽ trả lời là môn thể thao yêu thích của mình là trò chơi yêu thích của mình là. Ok, cô hỏi con nha.
What is your favorite game at break time? My favorite game at break time is badminton. Yeah, badminton. Now you ask me. What is your favorite sport at break time? My favorite sport at break time is playing football. Okay? Am I correct? Yes, sir. Oh, you are. Yes, you are. Quên rồi. Yes, you are. Okay, very good. You are. Yes, you are. So you get 20 more. 100. Yay, 100. Let's go to the next. My favorite sport is football. Say. My favorite sport is football. Oh, cho chị. À, môn thể thao yêu thích của tớ là... Môn thể thao yêu thích của tớ là đá bóng TV. Okay, now you say. My favorite sport is football. My favorite sport is basketball. My favorite game is chess. Okay, so you get 10 more. 110. Yeah. See it? Con bắt con trời nha. Look at the picture and march. What? Great. I like skipping, so picture. Bắt tay nha. Now, I like skipping. It's picture 1, 2, 3, or 4. Oh, I like skipping 2. Okay. My favorite sport is skating. My favorite sport is skating. 1. 1. I like riding. Blind mask blue. Love. 3. Love. Love. I like blind mask blue. Ah! So far, D. My favorite guess is high dancing. 4. Ah, are you sure? Those are so watery. Are you sure? Just tell you. Let's check. Yes. No. Yeah. Okay. Yeah. Clap your hands. Đồ muốn ôm điện thoại thì có. Okay, so we get 20 more. 130. Yay, you can sit. Yes, I am. Oh. Yeah. Point and save. Sorry. We see. Now, hey. My favorite sport is skipping. My favorite sport is blind mask block. My favorite sport is high dancing.
đi chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, đi. You get 10 more. One hundred and forty. Okay, so now this is we order words. We order it. The first one is football. Really? F. O. Ball. Skating. Really? K. A. T. I. N. Yeah. G. Computer. Ah. Okay. Now here. That. Trời. Bỏ quá. No. What is here? Chess. Yeah, chess. And what is còn cái này con không bao giờ bỏ qua. Okay, don't skip. Đừng bỏ qua. Làm được mà. I give you a hint. Cô cho gợi ý nhá. Dạ. Cái gì? Hả? Cô cho gợi ý nhá. I give you a hint. Bí. A. T E T B O L L A L L. Are you sure? Yes, I am. Are you sure? Do you want to check? Yes. Go! Football. Ding 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 ding. So you get 20 more. All the correct answer. Yeah. 20 more is 150. 50? 50? No. 100 điểm thôi. Thôi con muốn trừ điểm, trừ 1 điểm. Ok, trừ 10 điểm đi nha. Con bảo là 150 mà, ok. Rồi, now you read for me, football, skating, basketball, chess. Ok, very good job. Good and much. Cái gì đây? Cái gì đây mà lạ thế? Ừ. Ê, nhìn gì đây mà lạ thế hả cô? Lạ, không nhìn thấy à? Nhưng mà cái từ 1, 2, 3, 4 này lạ lắm. Ừ nhờ. Không phải lạ, con học rồi mà. Nhưng mà cái này bị sai. Thôi tạm à. Nhưng mà thôi con xóa cái từ trước trong book đi à. Go out open the book. Come in đi. Quá nhầm rồi. Ồ, vậy thì thôi nhỉ. Vậy để cô sửa xong lần sau học nhá. Ok. So, goodbye. So, goodbye. Goodbye. No, not yet. Today, how many points do you get? Is 150. Okay, so now it's time to say goodbye and good night. Goodbye, teacher. Then go. Bye, David.